Thưa quý vị, trong những ngày qua, người dân từ các tỉnh thành về Cà Mau rất đông. Qua xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm COVID-19, gây áp lực lớn đối với công tác phòng chống dịch. Nếu người dân không tuân thủ nghiêm các quy định, sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Phóng sự từ truyền hình Cà Mau. Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, ngành y tế đã huy động tất cả lực lượng triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Sau khi người dân được tiếp nhận và đưa về các địa phương để cách ly tạm thời, ngành y tế đã bố trí lực lượng trực theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm để phân loại cách ly, đồng thời kiểm tra, tuyên truyền người dân thực hiện an toàn phòng chống COVID-19 trong khu cách ly. Là một người chịu trách nhiệm là lấy mẫu, rồi xong người kia là coi như sát khuẩn, rồi găng tay tiệt trùng, rồi giữ khoảng cách cho người mà từ dân về là khoảng 2 mét. Theo thông điệp 5K, rồi khẩu trang, rồi phân cho các điểm trường đi lấy mẫu cho người dân từ vùng dịch về, rồi loại ra F0, F1 rồi cho nó an toàn được cho người dân để kiểm soát dịch. Tuyên truyền cho bà con là cái cách mà phòng chống dịch bệnh trong cái khu mà cách ly để đảm bảo an toàn là không bị lây chéo. Sắp xếp bố trí là mỗi phòng là 5 người, giữ khoảng cách, rồi vận động được mạnh thường quân. Là bố trí là các cái đồ dùng vật dụng, là dụ như mà thau xô để giặt đồ, tắm rửa, cái tay cầm quả mên như là mỗi phòng có một bộ riêng, có sổ rác riêng, chổi quét, rồi cây lau nhà là mỗi phòng mỗi riêng, để cái này là chủ yếu là để tránh lây nhiễm chéo. Đối với người dân đã đáp ứng các điều kiện như đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính và các điều kiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sẽ được thực hiện cách ly tại nhà 28 ngày nhằm giảm áp lực và phòng lây nhiễm chéo cho các cơ sở cách ly tập trung. Người thực hiện cách ly tại nhà được cán bộ y tế và chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ. Trạm y tế là có cử cán bộ sang cái khu cách ly tạm thời của thị trấn để mà mình tổ chức là xét nghiệm sàng lọc, làm test nhanh với làm cái xét nghiệm PCR. Đồng thời thì trình với ban chỉ đạo là phân đối tượng để mà đối tượng nào mà đủ điều kiện cách ly tại nhà thì mình đem về cho cách ly tại nhà. Trường hợp nào không đủ thì để khu cách ly tạm. Thứ nhất, một số cái điều kiện cách ly tại nhà. Thứ nhất là cái người đã phải được tiêm 2 mũi vaccine hoặc là tiêm 1 mũi. Hoặc là cái đối tượng mà đã mắc COVID trong thời gian 6 tháng trở lại đây là được test nhanh âm tính. Trước khi mà đưa dân về cách ly thì mình có một cái tổ gọi là khảo sát cái nơi ở. Đủ điều kiện thì mình đưa về, còn nếu chưa đủ thì mình vẫn tiếp tục là để khu cách ly tạm. Thì đối với địa phương khóm cũng đã phân công từng cán bộ. Thứ nhất là ông tổ tự quản, cái thứ hai nó là tổ COVID cộng đồng, nghĩa là có thể là theo dõi là trong ngày có thể 1 lần, 2 lần. Rồi là thăm hỏi sức khỏe đối với người cách ly để cho người ta an tâm là trong quá trình thời gian cách ly. Rồi nói chung để đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch của chúng ta nó được thành công thì cái cơ bản nhất là gia đình phải tạo điều kiện cho cái người cách ly có nơi chỗ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là gia đình phải đồng thuận với chính quyền địa phương. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến nay, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận hơn 27.000 người từ các tỉnh về địa phương, trong đó có nhiều người về từ vùng dịch. Qua xét nghiệm sàng lọc, đã phát hiện hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, nguy cơ người dân mang mầm bệnh về địa phương là rất lớn. Thì đối với xã thì huy động toàn thể hệ thống chính trị. Thì đối với ấp thì toàn thể các cái chốt ở địa phương, đặc biệt là huy động thêm các cô chú có uy tín ở địa phương để giúp địa phương thực hiện cái công việc này. Còn về công tác tuyên truyền đó thì hiện nay thì xã Đại Bắc Thanh xã đã phủ sóng đến 12 ấp thì đã tuyên truyền rộng cho nhân dân các cái bài tuyên truyền do huyện cung cấp. Ngoài ra thì từng ấp cũng đã thành lập cái đội tuyên truyền riêng bằng thùng loa lưu động. Rồi đối với ban chỉ đạo xã thì cũng in các cái tờ rơi trong đó có thông tin người dân cần thực hiện cũng như là số điện thoại của thường trực ban chỉ đạo xã. Khi người dân cần thiết thì liên hệ để xã giải thích thỏa đáng cho bà con. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã thực hiện nhiều phương án để tổ chức đưa đón người dân về quê an toàn. Tuy nhiên, để chủ động phòng bệnh cho bản thân gia đình và góp phần cho tỉnh kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả,
thì mỗi người dân phải luôn nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của địa phương.